Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thien 113. Hallelujah! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah! Chương 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao, nếu quả là luống công? Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi ngươi như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, Người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chính anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Lại, nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Thư Galati chương 4. Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại, vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con ta rất là bối rối, khó xử. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục với luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người đó tức là hai lời giao ước. Một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép: hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỏi anh em, về phần chúng ta cũng như Y-sát là con của lời hứa. Nhưng như bấy giờ kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỏi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chương 23. Này là lời sau hết của David. Này lời của David con trai Isai, tức lời của người đã được nâng lên cao thay, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp và làm kẻ hát êm dịu của Israel. Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Đức Chúa Trời của Israel đã phán, hòn đá lớn của Israel đã phán cùng ta rằng: người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chóa lòa buổi sáng khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây. Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa. Nhà ta dầu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn. Vì đó là cả sự cứu rỗi và cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm cho điều đó nảy nở ra. Trái lại, hết thảy kẻ hung ác đều giống như gai chông mà người ta liệng ra xa, không thể lấy bằng tay được. Người ta phải dùng đồ bằng sắt hay là cán cây lao đặng nắm nó, rồi chính tại chỗ nó bị thiêu trong lửa. Này là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho David: Joseph Ba-shê-bết, người tách Kê-môn, làm đầu lính thị vệ của vua. Ấy là người quơ giáo mình cự lại 800 người và giết đi trong một lúc gặp. Sau người ấy có Eleasa, con trai của Đô-đô, cháu của A-cô-hi, là một trong 3 người mạnh bạo đã cùng David thách dân Phi-li-tin hiệp lại đặng chiến trận. Khi dân Israel rút đi thì Eleasa trỗi dậy đánh dân Phi-li-tin cho đến khi tay người tê dính cứng lại nơi gươm người. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Chúng chỉ theo sau Eleasa đặng cướp bóc kẻ thù nghịch đó thôi. Sau người ấy có Sama, con trai A-ghê người Hara. Dân Phi-li-tin đã hiệp lại thành đoàn lũ. Ở đó có một đồng gieo đầy đậu, và dân sự đều chạy trốn khỏi trước mặt dân Phi-li-tin. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, binh vực nó và đánh dân Phi-li-tin. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Trong vòng 30 quan tướng, có 3 người đi xuống nhằm lúc đầu mùa gặt và đến cùng David tại hang đá Adulam, trong khi một cơ quân Phi-li-tin đóng trại tại trũng Rephaim. Bấy giờ David ở trong đồn, và ở tại Bethlehem có một đạo binh hờ của dân Phi-li-tin. David ao ước rằng: chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bethlehem. Bấy giờ có 3 người quan tướng đầy lòng gan dạ xông ngang qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem rồi đem về dâng cho David. Nhưng người từ chối không uống, bèn rải nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, tôi hẳn không uống đâu. Nước này khác nào huyết của ba người này, liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia. Vậy người không chịu uống. Đó là sự của ba người tướng mạnh bạo ấy đã làm. Abishai, em Joab, con trai của Seruya, làm tướng của ba người dõng sĩ, dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng trong ba người dõng sĩ ấy. Trong cả ba, Abishai có danh hơn hết và người làm đầu họ. Dầu vậy, người không bằng ba người kia. Lại có Benaya ở Cáp-xê-en, con trai của Jehoiada, là một người mạnh bạo, nổi tiếng vì các công lớn của mình. Người đã giết hai người Moab mạnh bạo hơn hết. Trong một ngày tuyết kia, ấy cũng người này đi xuống một cái hầm chứa nước, có con sư tử và giết nó đi. Lại, người cũng đánh giết một người Ai-díp-tô, có bộ tướng đáng sợ hãi. Người Ai-díp-tô cầm nơi tay một cây giáo, còn Benaya cầm một cây gậy xuống đón người. Người rứt cây giáo khỏi tay người Ai-díp-tô, rồi dùng một cây giáo ấy mà giết hắn đi. Đó là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm. Người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia. Trong bọn 30 người, Benaya có danh tiếng hơn, song không bằng ba người trước. David nhận người vào trong bàn mật nghị mình. Asael, em Joab, là một người thuộc trong ba người dõng sĩ kia. Cũng có Elkanan, con trai của Đô-đô ở Bethlehem. Lại có Sama ở Harod, Elika ở Harod, Helet ở Phelet, Ira, con trai của Ike ở Teco, Abiese ở Anatot, Mebonai ở Husa, Sanmon ở Ahoa, Maharai ở Netofa, Helep, con trai của Baana ở Netofa, Itai, con trai của Ribai ở Gibea, thành của dân Benjamin, Benaya ở Phirathon, Hidai ở Nahalegaat, Abi Anbon ở Araba, Atmavet ở Bạc Cung, Eliaba ở Sabon. Các con trai của Yashen, Jonathan, Sama ở Hara, Akiam con trai của Sara người Ararit, Eliphelet con trai của Akakbai, con trai của một người Makathit, Eliam con trai của Ahitophe ở Gilo, Hezrai ở Cạc-men, Pharai ở Arab, Gigan con trai của Nathan ở Soba, Bani ở Gadi, Selet người Ammon, Naharai ở Beerot là kẻ vác binh khí cho Joab, con trai của Seruya, Ira ở Yethe, Gareb ở Yethe, Uri người Hethit, cộng là 37 người. Chương 24. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng: Hãy đi tu bộ dân Israel và Juda. Vua bèn nói với Joab là quan tổng binh ở gần người mà rằng: Hãy đi khắp các chi phái Israel, từ Dan cho đến Beersheba, tu bộ dân sự, để cho ta biết số dân Israel là bao nhiêu. Joab đáp cùng vua rằng: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện mắt vua chúa tôi thấy sự gia thêm ấy. Nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Do vậy mặt lòng, lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Joab và các quan tướng. Vậy, Joab và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân Israel. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, chúng hạ trại tại Aroe về phía hữu thành ở giữa trũng gác, rồi hạ trại tại Gia-ê-se. Từ đó, họ đi vào trong xứ Gala-át về hướng xứ thấp của Húc-si. Kế đó, họ đến Dan Gia-an và miền chung quanh Si-đôn. Họ cũng đi đến thành lũy xứ Ti-rơ, vào các thành dân Hê-vít và dân Cana-an, rồi họ giáp đến Beersheba tại miền nam Juda. Như vậy, họ đi khắp xứ và trở về Jerusalem trong 9 tháng và 20 ngày. Joab bèn trao cho vua cái sổ trọn sự tu bộ dân sự. Trong Israel có 800.000 người lính chiến, có tài cầm gươm được, và trong Juda 500.000 người. Sau khi tu bộ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi làm như vậy thật là đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi kẻ tôi tớ Ngài đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá." Sáng ngày mai, khi David dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Gác là người tiên kiến của David rằng: "Hãy đi nói với David, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta có 3 điều định cho ngươi, trong 3 điều đó hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi." Gác đi đến cùng David, thuật các lời đó cho người mà rằng: "Vua muốn chọn điều nào? Hoặc 7 năm đói kém trong nước vua, hoặc trong 3 tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc 3 ngày dịch hạch trong nước vua. Bây giờ hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi." David bèn đáp cùng Gác rằng: "Sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta." Vậy Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ Ngài đã nhất định. Trong dân sự, từ Dan đến Bê-e-sê-ba chết 7 vạn người. Thiên sứ giơ tay ra trên Giê-ru-sa-lem đặng hại nó. Song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại." Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của Arauna người Giê-bu-sít. David thấy thiên sứ hành hại dân sự, bèn thưa với Đức Giê-hô-va như vậy: "Ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi? Nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi." Ngày đó, Gác đến tìm David và nói rằng: "Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của Arauna người Giê-bu-sít." Vậy David theo lời của Gác đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Arauna ngước mắt lên, thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn Arauna nói: "Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua?" David đáp: "Ấy đặng mua sân đạp lúa ngươi và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng tai họa hành hại dân sự." Arauna tâu với David rằng: "Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này, những bò dùng làm của lễ thiêu, cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua, mọi điều đó Arauna xin dâng cho vua." Arauna tiếp: "Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua." Vua đáp cùng Arauna rằng: "Không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi." Vậy David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siết lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel, và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.